Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tính năng mới ở trên Honor giúp các bạn có thể bỏ phiếu voting với các cái dự án chuẩn bị sẽ được mở bán Launchpad ở trên Honor. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hướng dẫn thêm cho anh em tham gia một cái kèo Europe mới đến từ cái dự án Honor này. Ok, đầu tiên thì giới thiệu đến về cái phần voting của các cái dự án mới. Thì Honor Launchpad là một cái nền tảng giúp kết nối các dự án tiền điện tử tiềm năng với cộng đồng thông qua việc mở bán các cái mã token tại cái ứng dụng, tại cái tính năng Launchpad ở trên Honor. Và các nhà đầu tư thì sẽ, các cái dự án thì sẽ cần phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe mới đủ điều kiện để tham gia Honor Launchpad. Để tạo ra môi trường dân chủ và minh bạch thì tất cả những dự án Launchpad sau khi được đội ngũ Honor lựa chọn và kiểm duyệt thì sẽ cần phải vượt qua một cái vòng nữa, đó là vòng bình chọn voting từ cộng đồng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể voting từ cộng đồng? Thì với cái dự án này thì cái thời gian voting thì nó đã bắt đầu từ ngày 13 giờ ngày 22 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 13 giờ UTC, tức là tầm khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2021. Đấy, thì những anh em nào mà chúng ta tham gia Honor Share thì các bạn sẽ đều có quyền được voting cho cái dự án. Và để tham gia Honor Share thì chúng ta sẽ có những quyền lợi hay là tính năng gì thì các bạn có thể xem lại cái video cũ của mình. Thì mình đã có làm một cái video về tính năng Honor Share này. Tuy nhiên thì hôm trước mình làm là nó đang là cái đồng VIDB, còn hiện nay thì nó đã đổi sang Honor, cũng như là cái tính ứng dụng VNDC cũng đã đổi tên thành Honor. Đấy, tuy nhiên thì tất cả các cái thông tin về VIDB Share thì nó cũng giống y hệt như cái Honor Share này, với cái chính sách hiện tại thì nó vẫn đang giống nhau. Đấy, nên là các bạn có thể xem lại cái video này để chúng ta biết cách làm sao để tham gia được Honor Share và tham gia Honor Share các bạn sẽ có những cái quyền lợi gì. Rồi, và cách tham gia bỏ phiếu thì bước 1, các bạn sẽ phải là thành viên của Honor Share để tham gia quá trình bình chọn. Bước 2 là tại màn hình Honor Share thì các bạn sẽ cuộn xuống, lướt xuống cái phần bình chọn và nhấn vào phần xem tất cả. Tại đây bạn sẽ thấy cái phần đề xuất bạn bỏ phiếu. Bước 3 là các bạn sẽ chọn dự án mà bạn muốn bình chọn. Ví dụ như hiện tại thì đang có cái dự án game Hero TD, một cái dự án game NFT được marketing rất là nhiều và có cái đội backer rất là mạnh, cũng như là một cái dự án đường dài đến từ Việt Nam. Thì cái dự án này thì nếu mà được voting thành công thì nó sẽ được mở bán Launchpad ở trên Honor. Và bước 4 là các bạn sẽ đọc thông tin chi tiết và bình chọn. Ok. Và các bạn lưu ý là cái phần có thêm một chút ở cái phần ghi chú này là tất cả thành viên tham gia Honor Share thì đều có quyền biểu quyết. Và quyền biểu quyết của các bạn sẽ dựa trên cái token Honor mà các bạn đang nắm giữ. Ví dụ như bạn nắm càng nhiều Honor thì cái phiếu của bạn nó sẽ càng có quyền lực. Tương tự như ở cổ đông ở trong một công ty, nếu các bạn sở hữu càng nhiều cổ phiếu thì chúng ta sẽ có cái quyền lực nhiều hơn ở trong công ty. Đấy, tương tự như cái phần voting ở đây thì nó cũng tương tự như vậy. Và các bạn chỉ có thể bỏ phiếu được một lần, là đề xuất đồng ý cho lên Launchpad của Honor hoặc là đồng, hoặc là chúng ta từ chối. Đấy, thì hiện tại theo thông tin mà mình cập nhật đấy thì cái dự án Hero TD hiện tại là cái số lượng vote cho nó trên khoảng 90%, thì chắc chắn cái dự án này nó sẽ được list lên Honor vào ngày 28 tháng 11. Đây thì sẽ được mở bán Launchpad khi mà cái số vote đủ hơn 50%, mà hiện tại thì mình thấy là nó đã trên khoảng 90% rồi, nên là chắc chắn là nó sẽ được là đưa lên Launchpad vào ngày 28 tháng 11. Tuy nhiên thì cái điều kiện Launchpad thì để thúc đẩy cái đồng Honor ấy, thì nó sẽ bên chiến lược của Honor sẽ chắc chắn là sẽ đề nghị là mua cái đồng token bằng Honor token. Đấy, mua cái đồng token Hero TD bằng Honor token. Nên là những anh em nào mà chúng ta có ý định tham gia các cái đợt Launchpad đấy, hoặc là những anh em nào mà đang hold Honor thì chúng ta nên giữ thật chặt vào nhé. Đấy, hiện nay thì cũng đã có thêm một cái kèo Europe để anh em có thể tham gia. Tuy nhiên thì cái kèo này thì chủ yếu là đánh vào cái cộng đồng quốc tế. Đấy, thì hiện tại Honor đã hợp tác với một cái bên dự án Europe, một cái kênh Europe cũng khá là lớn. Đó là kênh Europe Star. Đấy, thì sau khi mà các bạn nhấn vào cái đường link tham gia Europe thì mình sẽ để dưới phần mô tả luôn để cho anh em có thể tham gia.
Sau khi các bạn nhấn vào đường link, chúng ta sẽ mở Telegram channel ra. Các bạn nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Thì trong kèo này chúng ta sẽ có 5.000 suất và mỗi suất sẽ nhận được là một cái đồng token Onus tương đương với giá hiện tại là 0.6 đô. Ok. Và top 50 refer sẽ mỗi suất sẽ nhận được 50 Onus. Rồi thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần Join Airdrop, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là tạo tài khoản. Tạo tài khoản thì đây các bạn có thể nhấn vào cái đường link tạo tài khoản dưới phần mô tả của mình. Đấy, hoặc là các bạn có thể nhấn vào đây để chúng ta tạo tài khoản cũng được. Đấy, đối với những cái bạn chúng ta chưa có tài khoản. Rồi thì sau đó các bạn sẽ tiếp tục là chúng ta join vào kênh channel Telegram của dự án này. Ok, sau khi join vào kênh channel Telegram của dự án thì chúng ta tiếp tục quay lại cái trang Aerob, join vào cái kênh channel của dự án. Thì các bạn có thể thấy hiện tại thì Onus đã thay đổi, bên VNEC đã thay đổi hoàn toàn diện mạo và bây giờ đang tập trung hơn qua cái cả cái cộng đồng global, tức là cộng đồng quốc tế. Thì vào trong cái nhóm này thì anh em chỉ thấy chat toàn là tiếng Anh thôi. Đấy, đa số toàn là người nước ngoài. Đó, bây giờ đang có cái chiến dịch đó là kéo cộng đồng quốc tế vào. Ok, thì sau khi chúng ta đã join vào hai kênh đầu tiên rồi thì các bạn sẽ tiếp tục làm các cái nhiệm vụ tiếp theo như là follow Twitter, retweet pinpost và tag thẻ ba người bạn kèm theo hashtag Onus. Ok, thì chúng ta sẽ mở ra mình làm luôn cho các bạn tiện chúng ta theo dõi nhé. Ok, đầu tiên chúng ta follow này, sau đó thì các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, chúng ta thả tim và nhấn vào phần quote tweet bài này về. Các bạn sẽ cần phải tag thẻ ba bạn bè của chúng ta vào, bởi vì kèo này ấy, thì hiện tại thì cái số lượng người tham gia, như các bạn có thể thấy ở cái phần retweet ấy, thì cái số lượng người tham gia chỉ mới có hơn 1.000 người thôi, nên là chúng ta cái khả năng trúng của chúng ta nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì cái giá trị của token nó lại đang thấp. Đấy, ở hiện tại thì Onus đang rơi vào khoảng tầm khoảng 15.000 Việt Nam đồng trên một cái đồng token Onus. Đấy, nhưng mà trong tương lai thì mình cũng kỳ vọng, hiện tại thì mình cũng đang hold Onus và mình cũng đang kỳ vọng là nó sẽ được global lead lên các cái sàn quốc tế. Đấy, mà các bạn biết là khi mà chúng ta lead lên sàn quốc tế thì Onus đang có một cái chiến lược đó là lead lên những cái sàn lớn luôn. Thì có thể là Binance, cũng có thể là sẽ là một cái sàn giao dịch nào đó. Ở đây thì mình không chắc chắn và cũng chưa có cái thông tin chính thức. Đây là chỉ do mình dự đoán thôi. Rồi ok, sau khi chúng ta đã retweet và tag thẻ sau khi chúng ta đã retweet xong. Ok, thì hiện tại mình đã retweet rồi đúng không? Ok, nhấn vào lại cái phần retweet này, chúng ta tag thẻ ba bạn bè này. Các bạn lưu ý là tag thẻ xong ấy thì các bạn sẽ kèm, chúng ta sẽ cần phải copy cái hashtag này vào nữa. Ok, copy cái hashtag vào, rồi nhấn vào phần tweet lại này. Rồi tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ follow CEO của Onus là Mass Onus. Rồi ở đây follow. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái kênh channel quảng cáo, đó là kênh Aerobe. Đấy, kênh này hiện tại có 828.000 subscribe. Và cuối cùng là các bạn sẽ follow kênh trên cái kênh quảng cáo kèm với retweet cái bài tag thẻ, retweet cái bài post liên quan về cái dự án Onus. Đấy, thì chúng ta follow kênh này. Hiện tại thì cái dự án Onus đang được ghim ở trên cái kênh này luôn. Đó, các bạn có thể thấy cái phần kéo cộng đồng rất là nhiều, rất là đông. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào Registration và ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập mã captcha. Ở đây nó yêu cầu chúng ta đó là một cái mã captcha camera. Đấy, thì các bạn nhấp vào cái biểu tượng tương ứng với camera. Sau đó các bạn sẽ để lại cái email. Email này là các bạn sẽ để lại cái email đăng ký tài khoản Onus nhé.